Có thể bạn chưa biết, gương mặt phụ nữ bắt đầu lão hóa từ năm 25 tuổi. Tới tuổi 55, làn da già nua, chùng nhão, chảy xệ. Tại sao lại như vậy? Thứ nhất, hệ thống mạng lưới sợi collagen và elastin dưới da bị đứt gãy mà không thể thay thế, khiến da mất đi sự năng nở và độ đàn hồi. Đồng thời, khung dưới lớp hạ bì S-Max điều phối sự co cơ của khuôn mặt trở nên yếu dần theo thời gian và thói quen biểu cảm hàng ngày. Hai nguyên nhân này khiến cho làn da lão hóa, hình thành các nếp nhăn, kể cả khi gương mặt không vận động cơ. Chỉ khi đồng thời tăng mật độ sợi dưới da và định hình lại khung S-Max, chị em mới có thể đẩy lùi lão hóa, lấy lại vẻ trẻ đẹp. Nhưng công nghệ nào làm được điều đó? Cùng đi tìm câu trả lời nha! Được ví như điều thần kỳ của thẩm mỹ thế giới, dịch vụ trẻ hóa Mega Fiber là thành quả nhiều năm nghiên cứu của tập đoàn Mega Hàn Quốc, được chuyển giao độc quyền cho phòng khám quốc tế Mega Gangnam tại Việt Nam. Lần đầu tiên, một giải pháp trẻ hóa đa trị liệu sử dụng trí tuệ nhân tạo AI giúp xử lý triệt để mọi cấp độ lão hóa thuộc mọi độ tuổi. Mega Fiber sử dụng collagen tự thân nhân bản và sợi siêu vi Mega Fiber, hai thành tựu y khoa thẩm mỹ thế kỷ 21. Collagen tự thân nhân bản được tách chiết từ chính máu khách hàng có chất tương tự hệ thống sợi collagen và elastin dưới da. Khi được cấy trực tiếp vào dưới lớp trung bì, collagen tự thân nhân bản lập tức lấp đầy các vùng trũng, lõm, hớp, cương chỉnh và tạo hình đường nét thanh tú mà không cần phẫu thuật. Collagen tự thân còn có khả năng kích thích collagen tự nhiên tăng sinh mạnh mẽ, giúp tái tạo hệ thống đệm lưới dưới da. Sử dụng collagen tự thân nhân bản có nhiều ưu điểm vượt trội so với các phương pháp làm đầy thông thường. Collagen tự thân nhân bản tuyệt đối an toàn, tương thích 100% với cơ thể người cấy. Quy trình lấy máu tạo collagen cũng nhanh chóng và ít đau hơn, trong khi vẫn có hiệu quả làm đầy tương đương. Bên cạnh đó, dịch vụ Mega Fiber kết hợp sử dụng hệ thống sợi siêu vi sinh học Mega Fiber thế hệ mới với hai thành phần chính là collagen và nicotinamide mononucleotide hay NMN. Nhờ cấu tạo gây đúc và kích thước siêu mảnh, linh hoạt nên khi đưa sâu vào da, sợi Mega Fiber ngay lập tức siết, kéo cơ chảy xệ và tái định hình khung S-Max. Sợi Mega Fiber còn có khả năng xóa triệt để các loại nếp nhăn mà vẫn giữ lại trọn vẹn biểu cảm mềm mại tự nhiên của gương mặt. Ngoài ra, thành phần NMN trong Mega Fiber tiền chất của NDA Plus, hợp chất trường sinh thần kỳ, giúp gia tăng tuổi thọ của tế bào, sẽ đóng vai trò nuôi dưỡng và duy trì đội quân collagen mới được bổ sung. So với các phương pháp xóa nhăn trước đây, sợi siêu vi Mega Fiber ưu việt hơn vì xóa được cả hai loại nếp nhăn tĩnh và động, cho hiệu quả nâng cơ rõ rệt, độ bền cao nhưng lại ít đau. Sự kết hợp đa trị liệu của collagen tự thân nhân bản và sợi siêu vi Mega Fiber giải quyết hai mục tiêu cốt lõi của mọi liệu trình trẻ hóa, giúp làn da lột xác từ trong ra ngoài. Mega Fiber là phương pháp làm đẹp hoàn hảo, phi phẫu thuật, an toàn, không đau, không cần nghỉ dưỡng. Hơn một thập kỷ qua, phòng khám quốc tế Mega Gangnam vẫn luôn cung cấp nhiều công nghệ làm đẹp trẻ hóa tiên tiến hàng đầu, đặc biệt là dịch vụ trẻ hóa tự thân từ AI Mega Fiber. Cùng với đội ngũ bác sĩ Hàn Quốc giàu kinh nghiệm cùng dịch vụ đẳng cấp 5 sao, phòng khám quốc tế Mega Gangnam tự hào giúp hàng trăm chị em thành công tìm lại được thanh xuân của chính mình. Dịch vụ trẻ hóa tự thân từ AI Mega Fiber xử lý mọi tình trạng lão hóa ở mọi độ tuổi.